Vâng, xin lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng đến với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947 59 8859. Ngày hôm nay thì em Việt lại tiếp tục về thêm cho các bác chúng ta với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao với kiểu dáng thiết kế tuyệt đẹp. Đặc biệt đây cũng là một trong những dòng xe trang bị rất là nhiều công nghệ và tính năng đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Vậy thì trước mặt các bác một chiếc Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt động cơ máy xăng 2.0 ATH sản xuất là năm 2020. Chiếc xe này của em thì nó mới lăn bánh chuẩn hơn 7 vạn và tất cả tình trạng của xe vẫn được cam kết tại showroom em Việt là nguyên zin nguyên bản. Xe không đâm đụng, không va chạm, không thủy kinh gặp nước, bao check test chính hãng cũng như là các bác có thể là nhờ thợ thuyền tới kiểm tra xe của bên em trước khi mà chúng ta giao dịch với mẫu xe này. Vậy thì với một cái mức giá ngày hôm nay cũng rất là tình yêu, chỉ khoảng loanh quanh hơn 700 triệu một chút xíu thôi là các chị đã có thể sở hữu cho em chiếc Tucson 2020 tuyệt đẹp này. Anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm tới dòng xe này thì em mời các bác chúng ta hãy cùng dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá chất lượng chi tiết của chiếc xe mà em Việt đang có tại showroom để các bác có thể tự đánh giá xem là nó có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không các chị nhá. Ở thế hệ này thì các bác có thể thấy là Hyundai Tucson cũng có một cái kiểu dáng được nhiều người ưa thích. Nhìn nó hiện đại, nó không có quá nhiều tranh cãi như là ở thế hệ đời mới bây giờ. Và các bác có thể thấy cho em này. Xe màu trắng mẹ mắng cũng mua đúng không ạ? Và mặt cản ca lăng thì chúng ta có các thanh nan chrome tạo điểm nhấn. Và theo thời gian thì các bác có thể thấy là đến bây giờ là cũng còn rất là mới. Hệ thống đèn pha của chiếc xe này thì nó được trang bị là full LED rồi các chị nhá. Anh chị nhìn cho em này, đèn LED xi nhan, LED định vị ban ngày. Và bên trong thì chúng ta có 5 bóng đèn bi LED đấy chứ ạ. Và một chiếc xe nó không đâm đụng va chạm, các anh chị nhìn cho em này, những đường mép này. Đấy, nó không một khe hở đúng không ạ? Kể cả cái đường mép giữa phần thân xe, phần cản trước, các anh chị nhìn cho em này, nó phải thẳng tắp như kẻ chỉ. Hay là những cái đường mép giữa thân xe và cái vòng cua lốp là cái tiên nhựa, các chị nhìn cho em nhé. Đấy, nó không bị bám bụi sơn lên cái phần cua lốp này, được chưa ạ? Đó, đó là một cái kinh nghiệm để mà các bác chúng ta kiểm tra chiếc xe nó đã bị đâm đụng hay là bị sơn tỉa ở cái vị trí đó chưa. Ngoài ra thì các bác có thể thấy ở phía dưới chúng ta có đèn gầm và cũng có thêm đèn LED định vị ban ngày phía dưới đây, các chi tiết nhựa bóng piano nhá. Và đây em quay các anh chị chúng ta nhìn cho em này, kể cả những cái đường mép giữa cái chi tiết chrome cũng như là thân xe, các bác nhìn này, nó phải thẳng và đều tăm tắp như này nhá. Thì chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm đụng, không bị va chạm. Với thiết kế này thì các bác có thể thấy là chiếc Hyundai Tucson có một cái ngôn ngữ cực kỳ hiện đại đúng không ạ? Nhìn nó đẹp. Nhìn nó đẹp các anh chị ạ. Và các anh chị nhìn cho em này. Đây, hệ thống đèn pha bên phía lái thì nó cũng vậy nhá. Xe là bao zin các bác, các anh chị chúng ta có thể đem đi check test thoải mái. Những đường mép, capo với cả phần đèn, các anh chị nhìn cho em này. Không một tỉ vết luôn, đúng không ạ? Đây ạ. Đó, các bác nhìn cho em nhé. Vâng. Siêu đẹp luôn. Chiếc xe này được trang bị chúng ta với một bộ la răng kích thước của cái la răng này thì nó lên tới là 18 inch đa chấu. Và xe được trang bị với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS này. Và các bác nhìn về cụm phanh bên trong nó vẫn còn trắng phao phao. Và cái la răng thì gần như là chủ nhân cũ người ta đi, người ta không để lại vết xước sát. Ngoài ra thì chúng ta còn có xi nhan là giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu. Những đường mép cánh cửa đây, các anh chị chúng ta cũng có thể quan sát giùm em nhé. Nó phải đều lại từ trên xuống dưới như này, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome và có tích hợp cảm biến khóa mở hai cửa trước. Anh chị nhìn với em những đường mép cánh cửa của nó này. Đấy, xuất sắc luôn nhá. Vâng, xuất sắc luôn. Và đây các bác có thể ngắm tổng thể cái phần ngoại thất của chiếc Hyundai Tucson 2020 mà em Việt đang có tại đây. Đấy, một mẫu xe gầm cao 5 chỗ với kiểu dáng thiết kế rất đẹp mắt đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục chúng ta có thể là cùng em đi về cái phần đuôi phía sau của chiếc Hyundai Tucson. Thì các bác có thể thấy là ở phần phía sau ấy, thì chiếc xe nó được trang bị cho các bác chúng ta với đuôi gió này, tích hợp đèn phanh ở trên cao nhé. Đấy, có gạt mưa kính phía sau. Và cái phần đèn hậu thì các bác có thể thấy là với những cái giải đèn LED này, thiết kế cũng rất là tinh tế và đẹp mắt. Đấy, chỉ có bóng đèn xi nhan là đèn halogen thôi. Đấy, nhưng đây các bác nhìn này, những cái đường mép này xung quanh viền đèn. Đấy, nó cũng không có một khe hở, đúng không ạ? Đây ạ, các anh chị có thể quan sát giùm em. Đó, cực kỳ chất lượng các chị nhá. Xuất sắc luôn, đúng không ạ? Bao zin nguyên bản toàn tập. Phía sau thì chiếc xe nó sẽ được trang bị cho các anh chị chúng ta với cảm biến cảnh báo va chạm này. Đấy, các bác có thể nhìn cho em. Đây. Đấy, các chi tiết các bác nhìn cho em này. Không một tì vết nhá. Đấy, các đường mép này. Rất là liền lạc. Được chưa? Ngoài ra thì xe nó còn được trang bị cho chúng ta là cốp đóng mở điện. Đấy, thì bằng một nút bấm thôi. Thì anh chị có thể thấy là cốp sau của xe nó sẽ tự động nâng lên cho các anh chị chúng ta như này. Và với chiếc xe này thì chúng ta sẽ có một cái khoang cốp rất là rộng để các anh chị chúng ta có thể tha hồ để đồ, vali, hành lý trong chuyến đi của mình nhá. Và tiếp tục kiểm tra cái độ zin nguyên bản của xe thì đây các bác nhìn cho em này. Đấy, những cái vệt đinh tán này. Đấy, từng ốc này.
Đấy, bên này cũng vậy nhá. Đó, các bác thấy ok chưa? Hai cái chỉ nhìn với em này, cái chỉ tiết nhựa của nó còn rất là mới đây. Đấy, ở cái khu vực cốp này rất là mới, đúng không ạ? Vâng, gần như là nó không để lại vết xước sát, có cổ cắm sạc đằng sau này, có cả đèn cốp nhá, rất là ok. Đấy, bỏ này ra thì như mới tinh này, chủ nhân cũ đi rất là cẩn thận, được chưa? Đấy, cái này thì có đồ đạc kích thay thế này, nhưng mà quan trọng nhất là sassi, các bác có thể thấy là nó không bị han mục theo thời gian. Đấy, cái chi tiết trần đây. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh panorama có rồi này. Đấy, các bác thấy ok chưa? Và cốp thì đóng mở điện thì bằng một nút bấm thôi. Đấy, thì các bác có thể thấy là nó sẽ tự động đóng lại cho anh chị như này. Đấy, rất là ok, đúng không ạ? Tổng thể cái ngoại thất của xe thì gần như là các chị chúng ta về chúng ta không phải làm gì nhá. Con này thì các bác chúng ta về là chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Đấy, vậy thì bây giờ để giúp anh chị chúng ta đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em Việt sẽ mở cửa và chúng ta đi vào cái nội thất bên trong của chiếc Hyundai Tucson 2020 này, được không ạ? Và không chỉ có một cái ngoại hình hiện đại trẻ trung, cái nội thất bên trong của chiếc Hyundai Tucson thì các bác có thể thấy là cũng được trang bị cho chúng ta với rất là nhiều tính năng và công nghệ chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là vô lăng 4 chấu bọc da này. Trên này chúng ta sẽ có điều khiển bằng giọng nói, nghe thoại rảnh tay, tăng giảm lượng. Bên này các bác chúng ta sẽ có tính năng ga tự động Cruise Control nhá. Ngoài ra thì xe được trang bị chúng ta với đèn auto. Đấy, công tơ mét hiện tại thì đây các bác nhìn giúp em này, 7.1. Cái này thì xe nó vừa về với em vừa rửa máy thì nó đang bị hiện các cái báo check này nhá. Cái này thì chút nữa em reset là hết. Vâng, để rửa máy thì thỉnh thoảng nó sẽ có những cái hiện tượng như vậy. Cái này thì cũng chia sẻ luôn với các bác. Đấy, các anh chị yên tâm. Đấy, bác nào mà cảm thấy lăn tăn đem đi check test, vâng, cắm máy vào là các chúng ta có thể đọc hết lỗi của xe này, đúng không ạ? Đấy, các chi tiết cửa gió điều hòa đây. Đấy, ngoài ra xe còn được trang bị cân bằng từ chống trượt này. Đặc biệt là chiếc xe thì các anh chị chúng ta thể thấy nó còn được trang bị chúng ta với hai ghế trước điều chỉnh điện. Các bác nhá, hai ghế trước điều chỉnh điện. Đó, các anh chị nhìn cho em này, ở giữa ghế thì đục lỗ tông hơi, form ghế hai tông màu, được chưa? Đấy, anh chị nhìn cho em, ghế của nó này cũng còn khá ổn theo thời gian. Đấy, các chi tiết má ghế đây. Đấy, ngoài ra thì chúng ta thấy là chủ nhân cũ đã lên cho các anh chị chúng ta với một cái màn hình Android rồi. Đấy, có tích hợp cầm lùi Full HD nhé. Để nổ start stop, hệ thống điều hòa của xe thì nó được trang bị là hai vùng độc lập và có tính năng là không khí clean air này. Đấy, phía dưới này chúng ta sẽ có sạc không dây, được chưa? Cần số thì đây, con này là chìa khóa một đôi cho xe các bác này. Đó, chỉ có một đôi cho xe anh chị nhá. Ngoài ra thì các bác chúng ta thấy ở đây là xe được trang bị chúng ta phanh tay điện tử này, auto hold này. Chế độ lái thì chúng ta sẽ có 3 chế độ nhá, Sport, Comfort và Eco. Được chưa ạ? Các chi tiết tablo, tapi các bác nhìn này, rất là sạch đẹp. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết này. Đẹp long lanh luôn, đúng không ạ? Vâng, có thể nói đây vẫn là một cái dòng xe mà rất đáng tiền cho các anh chị ta đi gia đình. Đấy. Các bác nhìn giùm em này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Và độ zin của xe thì đây. Đấy, các bác nhìn về em từ nóc bản lề này, từ cái chốt khóa này. Đấy, tem mác này, năm sản xuất 2020 này. Đấy, tem mác đầy đủ hết nhá. Đấy, tapi cửa thì đây. Các bác anh chị cũng có thể nhìn về em cái chi tiết bản lề cửa trước này. Đó. Ngoài ra thì đây, tapi cửa. Đấy, các bác thấy là chủ nhân cũ giữ cũng rất là sạch đẹp, không để lại nhiều vết bám bẩn. Xe này trang bị một kính auto này, gương chỉnh điện này. Đấy, có gập gương nhá. Vâng, tay lắm cửa đây. Đấy, các bác nhìn về em này, keo chỉ của nó này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Đấy, những ô tô này nó không có những cái vết dập gò nắn, đúng không ạ? Đó là cái hàng ghế trước nhá. Vậy thì tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai thì sao? Đấy, thì các bác phải thấy là cái độ rộng rãi này của hàng ghế thứ hai mang tới cho các anh chị. Hàng ghế sau là chúng ta ngồi thoải mái 3 người lớn, đúng không ạ? Đấy, và ghế da zin nguyên bản, các bác nhìn về này, hàng ghế sau còn rất là mới, gần như là chủ nhân cũ người ta không sử dụng đến luôn. Đó. Đấy, cái chi tiết trần này các bác nhìn về em này. Đấy, phía sau này chúng ta cũng có cửa gió điều hòa nhé và có cổng cắm sạc này. Đấy, cái chi tiết lưng ghế này các bác thấy là cũng còn rất là sạch đẹp. Và đây ạ, từ nóc này, các bác nhìn cho em. Nguyên zin nguyên bản, toàn tập cho anh chị từ A đến Z nhá. Đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, keo chỉ đây. Đó, như này các bác đã cảm thấy ok chưa? Bác nào muốn trực tiếp trải nghiệm xe này thì các anh chị chúng ta hãy trực tiếp đến với showroom em Việt ở địa chỉ là lô 100.09 đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Đấy, hoặc là chỉ cần nhấc máy và alo cho em thôi thì em sẽ gửi thông tin chi tiết, hình ảnh, clip về chiếc xe này để các bác có thể là đánh giá chất lượng trước khi mà chúng ta quyết định xuống xem xe trực tiếp hay không. Đó, còn nếu mà như em nói là các bác lăn tăn về chất lượng, anh chị chúng ta có thể là nhờ thợ hoặc là đem ra chính hãng check lại một lần nữa để chúng ta cảm thấy là thực sự yên tâm. Thực sự yên tâm nhé, khi mà các anh chị chúng ta tin tưởng lựa chọn một sản phẩm đang có mặt tại showroom bên em. Đấy, các bác nhìn cho em này. Đấy, đây, chi tiết cửa gió điều hòa, nội thất bên trong đây. Ghế phụ cũng là chỉnh điện nhé. Đấy, các chi tiết các bác nhìn cho em nó cũng còn rất là mới, đúng không ạ? Xe chạy có 7 vạn thôi. Chốt khóa này, ốc bản lề này. Vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Hyundai Tucson. Và bây giờ để giúp anh chị em ta đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em sẽ quay các bác cái khoang động cơ. Vâng, vậy thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra với khối động cơ máy 2.0 của chiếc Hyundai Tucson 2020.
Đương nhiên là máy xe thì cam kết cho bác là zin do là cò nhá. Em đang để nổ máy nhưng bác thấy là máy nổ rất êm này. Các anh chị nhìn cho em thùng lốc của nó này, không một tì vết, được chưa? Không một tì vết. Đấy, máy đang hoạt động. Các anh chị nhìn cho em các chi tiết máy của nó nhá. Thứ hai là các anh chị nhìn cho em ốc cabo đây. Đấy, cũng không một vết vặn, được chưa? Thế nỉ cách âm của nó này. Đấy, những cái lỗ tròn ở cái phần mép cabo các anh quan sát nó không méo, không bị có vết gòn nắn, được chưa? Đấy, bên này cũng vậy này. Đấy, các anh chị nhìn cho em những vệt đinh tán này. Đấy, ốc đây nhá. Đó, máy đang nổ rất êm. Vậy thì đó là chi tiết chất lượng của chiếc Hyundai Tucson. Và vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Hyundai Tucson 2020 phiên bản 2.0 ATH. Anh chị nào quan tâm yêu mến thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em Việt. Và mức giá em đang chào bán cho mẫu xe này với con số là 735 triệu và còn có thể thương lượng được. Đấy, anh chị nào quan tâm thì hãy nhấc máy liên hệ cho em nhé. Hoặc cái bạn Zalo theo hotline em Việt là 0947598859 để em hỗ trợ và tư vấn với các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với mẫu xe này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để có thể là cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.